Rồi, tôi xin phép ngồi ha. Các bạn thấy bài rồi chứ ha? Dạ rồi ạ. Hôm nay tôi xin trình bày cho đề tài mà chắc là mọi người cũng ít quan tâm là cái ho kéo dài sau Covid-19 ở trẻ em. Thì trước tiên thì trong khuôn khổ của hội nghị thường niên của Hội Pháp thuật Hồ Chí Minh cũng như là hội nghị về Covid vừa rồi, tôi cũng có trình bày về ho kéo dài ở trẻ em rồi, Covid kéo dài ở trẻ em rồi. Thì nay thì cũng trình bày sâu thêm một xíu về vấn đề ho kéo dài ở trẻ em sau Covid-19. Thì trước tiên thì tưởng mình cũng phải nhắc lại một số điểm cái tổng quan về Covid kéo dài ở trẻ em. Cái thứ nhất về thuật ngữ hiện thời thì có nhiều cái thuật ngữ khác nhau để gọi cái một cái tình trạng bệnh lý là sau cái giai đoạn mà nhiễm Covid cấp tính đó thì tình trạng bệnh nhân là bị kéo dài. Tiếng Anh không, các bạn thấy là tới tới năm sáu danh từ khác nhau. Ở Việt Nam thì hiện thời có hai cái danh từ mà hay được nhắc tới, đó là hậu Covid và Covid kéo dài. À, thật ra có một số người thì cũng không có nắm vững về phương diện danh ra cục sử dụng, nó cũng hơi 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 rộng rãi cái này, nhưng mà nó lại không có phải hoàn toàn chính xác lắm. Cái này slide slide lớn lên từ chỗ nào em? Slide lớn lên hả? Bấm lên luôn. Rồi, vậy các bạn thấy được không? Đó. Thật ra các bạn thấy một cái bệnh, một tình trạng bệnh lý mà tên gọi đúng đúng như vậy thì nó cũng có vấn đề của nó là chưa thống nhất. Rồi, quả thật vậy, hiện thời trên thế giới người ta chưa có đồng thuận thống nhất về định nghĩa. Mà đại để là như thế này, người ta biết là Covid-19 thì triệu chứng điển hình của nó kéo dài tới khoảng 3 tuần lễ. Mà ta chấp nhận là tới 4 tuần lễ, là khuyến mãi nó thêm tuần lễ là 4 tuần. Thật ra những trường hợp Covid nào diễn ra mà xảy ra dưới 4 tuần lễ ta gọi là Covid cấp tính. Và trong một số tình huống thì cái bệnh nó kéo dài hơn 4 tuần lễ và vẫn còn có triệu chứng thì khi đó người ta có khi ta gọi là cái Covid triệu chứng mà Covid-19 mà triệu chứng nó vẫn còn đang tiến triển. Và có xuất hiện một cái thuật ngữ khác gọi là hội chứng hậu Covid. Các bạn lưu ý đó là khi mà bệnh nhân có những triệu chứng và dấu hiệu Covid mà xuất hiện sau giai đoạn cấp tính Covid-19 liên tục kéo dài hơn 12 tuần lễ, 12 tuần lễ tức là 3 tháng và không có cái nguyên nhân, cái lý do chẩn đoán nào khác để giải thích chuyện đó. À, thì đó là hội chứng hậu Covid. Ra chứng hậu Covid là người ta đã rất rõ là 12 tuần lễ rồi, chứ mình không có tùy tiện để mà sử dụng cái những danh từ như thế. À, và trong nhiều tình huống thì ta sẽ kết hợp là nếu mà bệnh nhân kéo dài từ 4 tuần lễ trở lên thì khi đó người ta xuất hiện danh từ gọi là long covid, tức là covid kéo dài. Tức là người ta lưu ý rằng cái long covid tức là triệu chứng nó kéo dài trên 4 tuần lễ và gọi là hội chứng hậu covid, đó là 12 tuần lễ. À, hay covid kéo dài là 4 tuần lễ. Đa vì vậy chúng ta phải 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 xác định rõ danh từ này, mặc dù hiện thời chưa có đồng thuận thống nhất trên thế giới về cái đó, nhưng mà thấy dường như là trên thế giới
người ta cũng đã có cái xu hướng là chấp nhận cái định nghĩa này. Chẳng hạn đây là cái hướng dẫn điều trị về COVID mà vào tháng mới nhất vào tháng tháng 3 năm 2 tháng 2 2022 thì ngay trước Tết á thì nó cũng sử dụng cái định cái móc y như vậy ha. Thì gọi là hội chứng COVID là kéo dài là trên 12 tuần lễ. Và các trường hợp gọi là COVID kéo dài là khi nó xảy ra từ 4 tuần lễ trở lên về phương diện thực hành. Thành ra thì mình cũng thống nhất về phương diện đó. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai vấn đề tổng quan, vậy thì còn COVID hay là COVID kéo dài hay là hậu COVID nó có hay không? Thì theo cái số liệu, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới nói chung thôi đó, thì khoảng bệnh nhân COVID thì khoảng 1/4 các trường hợp, tức là 25% các trường hợp là sẽ có triệu chứng trong vòng trong một chất 11 tháng, tức là nó rơi vào trên 4 tuần lễ là nhóm COVID kéo dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tức khoảng 1/4 các trường hợp bệnh nhân bị COVID sẽ có cái COVID kéo dài. Còn hậu COVID theo Tổ chức Y tế Thế giới là khoảng 10% các trường hợp thôi. Đó, này theo Tổ chức Y tế Thế giới như thế. Và đương nhiên những trường hợp nào bệnh nhân COVID nặng, đặc biệt là cần nhập hồi sức, thì nó xảy ra tình trạng COVID kéo dài hay hậu COVID nó càng nhiều. Tuy nhiên mình phải nghĩ rằng các trường hợp còn COVID mà không nặng, không, thậm chí là không có triệu chứng hay là triệu chứng chỉ là nhẹ thôi, nó vẫn có thể xảy ra chuyện này. Thật ra mình đừng có nghĩ rằng nặng thì mới bị, nặng thì bị nhiều hơn, nhưng mà nhẹ cũng không thoát được. Rồi, cái này cũng nhắc lại thì cái này bên người lớn thì ta thấy rằng cái tạp chí Nature nó có một bài rất nổi tiếng và các bạn có thể lấy cái tên này, các bạn có thể download bản quyền phí cái bài này, một trong những bài hàng đầu về COVID kéo dài hay hậu COVID đó. Thì bài này cái tạp chí Nature là rất là uy tín trên thế giới. Người ta ước tính ở người lớn thì có tới bệnh nhân có khả năng có tới 200 triệu chứng khác nhau liên quan tới 10 cơ quan khác nhau. Đó, người lớn như thế. Mà thôi, cái chủ đề của mình ở đây là mình không phải là mình rơi vào người lớn. Vấn đề đặt ra người lớn thì là bị vậy, ở trẻ em có hay không có COVID kéo dài. Từ trước giờ mình vẫn nghĩ rằng ở trẻ em là đối tượng mà được COVID nó thương. Thành ra trẻ em thứ nhất là ít bị, và nếu bị thì bị nhẹ. Chỉ trừ trường hợp với chủng Omicron đang hiện giờ nhất thì bị nhiều quá rồi. Chứ đối với chủng Delta, Alpha trước đây, người ta có ấn tượng chung trên thế giới là COVID ở trẻ em thì nó vừa bị nhẹ, vừa ít bị, mà vừa bị nhẹ. Thành ra vấn đề đặt ra bị vừa bị ít, vừa bị nhẹ, vì trẻ em có COVID kéo dài hay không? Đây là cái vấn đề mà trên thế giới người ta vẫn còn giai đoạn đầu người ta vẫn còn tranh luận với nhau. Người lớn ta khẳng định là có, ở trẻ em có hay không? Thậm chí có tác giả trên tạp chí BMC gọi là cái chuyện đó, COVID kéo dài cho em cũng giống như thầy rối bù, giống như mình nhắc lại chuyện thầy rối bù xem voi gì đó. Ông nào rờ được cái gì thì ông nói là cái đó phán là có đó, ông nào mà rờ được cái đuôi thôi thì nói COVID cho em có một chút à, và ông nào mà rờ được cái chân voi thì nói là COVID cho em bị dữ lắm đó. Thậm chí có nhiều người đặt vấn đề cái này có phải mình over quá hay không đó. Thì cái chuyện đó thì với thời gian thì sao, và thậm chí tôi nói thẳng các chị luôn, có một số các bác sĩ lớn thì nói rằng đối với các chủng Omicron này, tại vì bản thân nó bị nhiều bị nhẹ, không có COVID kéo dài đâu đó, cái chuyện đó có hay không thì cái ông Buonsenso ở Rome, Italy, các bạn nhớ là khoảng năm 2020 thì Italy đã là quốc gia mà bị COVID hàng đầu trên châu Âu, chết dữ lắm, chết lên cơn luôn đó. Thì trong suốt thời gian đó ở Rome, ở Italy thì thấy ông này ổng khảo sát 129 trẻ mắc COVID-19, tuổi trung bình là khoảng 11 tuổi, và theo dõi trong suốt thời gian đó thì thấy là cái tỷ lệ mà trẻ em sau đó mà có hội đủ tiêu chuẩn của một cái COVID kéo dài thì là tới 2/3 các trường hợp, và hậu COVID tức là trên 12 tuần lễ thì tới 42% các trường hợp. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy là rất là lớn. Mà cái bài này thì được đăng trên cái tạp chí lớn trên thế giới. Và đây là một bài kinh điển liên quan COVID kéo dài ở trẻ em. Và cũng lưu ý cũng như người lớn,
thì những trường hợp mà không có triệu chứng cũng có khả năng xảy ra chuyện này. Thành ra cái chuyện COVID kéo dài ở trẻ em có hay không thì bây giờ thì chẳng hạn như bên Anh Quốc thì họ khẳng định là bây giờ là có, Anh Quốc chính thức khẳng định là chuyện đó là có. Chẳng hạn như ở bên Anh Quốc thì họ công bố số liệu là có tới cái này vào tới tháng 2 năm 2021 thì trẻ em có tới 500.000 trẻ ở Anh Quốc và mắc COVID dương tính. Và trong số đó thì có 14,5% các trường hợp vẫn có triệu chứng kéo dài 5 tuần trở lên sau khi cái đợt nhiễm ban đầu, đợt cấp tính ban đầu. Đấy, COVID kéo dài cái tên 4 tuần lễ ở trẻ em là có chứ phải là không. Và để có nhiều nghiên cứu khác nhau về cái COVID kéo dài hay hậu COVID ở trẻ em, mà tôi giới thiệu các bạn cái bài của ông Zimmerman, là tác giả này người Áo mà đăng trên tạp chí này, một nhóm bác sĩ cả bên châu Âu cũng như là bên Úc, thì làm một tổng quan phân tích gộp về 14 nghiên cứu ở khoảng chừng gần 20.000 trẻ em. Đó. Thì đa số các nghiên cứu này thì thấy có một số cái điểm kết quả như sau. Ta thấy rằng tùy theo cái nghiên cứu khác nhau mà tần suất và COVID-19 kéo dài đó, nó có khác nhau tùy theo cái nghiên cứu. Chẳng hạn như có nghiên cứu tỷ lệ rất cao, chẳng hạn như của ông Buensenso, rất là cao, như nãy mình đã nói, và thậm chí của Stevenson ở bên Anh Quốc cũng vậy, tỷ lệ tới 66%, 2/3 các trường hợp là bị COVID đã kéo dài. Và thế nhưng thì nhiều tác giả khác thì thấy con số khiêm tốn hơn khoảng chừng 20-30%, thậm chí có tác giả nói khoảng chừng 4-5% thôi. Người ta cho rằng một sự điểm khác biệt như vậy là do thứ nhất là do cái tiêu chuẩn đánh giá như thế nào là COVID kéo dài hay hậu COVID nó chưa thống nhất trên thế giới. Cái quần thể mà nghiên cứu nó cũng không có đồng nhất. Rồi cái thời gian theo dõi các thứ nó cũng khó. Và đặc biệt ở trẻ em mà các bạn thấy rằng với những triệu chứng COVID kéo dài mà các bạn ngày nay ta hay nói rất nhiều thì đa phần là triệu chứng nó chủ quan, chẳng hạn mệt mỏi, rối loạn tâm thần kinh thì dân dân các thứ mệt mỏi vẫn cũ. Ở trẻ em nhiều khi cái chuyện đó nó không ghi nhận được. Thành ra cái sự khác biệt này nó làm cho tỷ lệ nó khác nhau. Nhưng mà dù sao người ta thấy rằng cái chuyện mà trẻ em có COVID kéo dài là có. Thì ngay cả với lại cái chủng Omicron cũng vậy. Omicron là một cái ông bạn không mời mà tới. Nó mới tới với trên thế giới này từ cuối năm rồi tới giờ. Tới giờ mình mới 3 tháng à. Đó, mà 3 tháng thì mới có hậu COVID. Mình chưa biết nhiều về ổng đâu. Mình đã khoan mọi kết luận rằng không có COVID kéo dài hay hậu COVID đối với chủng Omicron. Thành ra mình lưu ý chuyện đó. Và thế giới thống nhất bây giờ là long COVID ở trẻ em là có, nhưng mà ít gặp hơn người lớn. Nhưng mặt khác mình chưa biết rõ tần suất và đặc điểm của nó ở trẻ em. Về biểu hiện COVID kéo dài trẻ em này tôi cũng nhắc nhanh thôi, nó cũng có những điểm cũng giống người lớn nha. Thì ta thấy đây là top 10 triệu chứng thường gặp nhất. Ở trong đó thì thấy cái triệu chứng hô hấp thì các thứ nó lại không có nhiều. Rồi, riêng về phương diện mà triệu chứng hô hấp, tôi phải nói rõ tại vì mình là chuyên khoa hô hấp ở đây, thì người ta thấy ghi nhận cái triệu chứng hô hấp mà hậu COVID á, thì nó theo nghiên cứu của giám tác giả Lopez Leon á, và cộng sự, thì thấy rằng cái triệu chứng của nó thì nó có nhiều triệu khác nhau, mà hàng đầu vẫn triệu chứng chủ quan, chẳng hạn là 61%. Khó thở, đây là cảm giác khó thở thôi, chứ nhiều khi không phải là khó thở thật sự, là cũng khoảng 1/4 trường hợp. Ho theo tác giả này thì thấy lưu ý rằng là khoảng 15%, 14, 18% bệnh nhân sau hậu nhiễm COVID nó vẫn sẽ còn ho dai dẳng trong suốt 3 tháng sau khi nhiễm. Và tới 1 năm thì con số nó ít hơn, còn khoảng 12,5% thôi. Ra một vấn đề mà đối hô hấp mình đối diện tới là vấn đề mà ho dai dẳng sau cái nhiễm COVID là cái chuyện mà nhiều khi các bậc cha mẹ thậm chí bác sĩ mình cũng quan tâm. Còn một cái ý nữa là COVID ở trẻ em thì nó là như thế, ít gặp hơn người lớn. Vậy thì vấn đề đặt ra là nó kéo dài như thế thì bao lâu sau hồi phục? Thì ta thấy rằng cũng tương tự như người lớn đó, so với người lớn đó, cấp tính thì nó bị
ít nặng hơn, thì ở trên cô biết là giải dài ở trên có vẻ là nó hồi phục cũng tốt hơn. Và theo y văn thì hầu hết nó hồi phục trong vòng khoảng chừng 2 tuần đến 3 tháng. Và theo tác giả Post và cộng sự mình làm cũng nghiên cứu này, đa trung tâm ở các nước châu Âu thì thấy rằng thời gian thường một tối đa từ 1 đến 5 tháng thì không kéo dài quá lâu. Thì ra đó là điều mình cũng phấn khởi một chút. Để đây thì đi kỹ hơn một chút về ho kéo dài sau COVID-19 ở trẻ em. Thật ra ta biết COVID-19 là một trường hợp nhiễm trùng hô hấp cấp tính do một con của virus tên là SARS-CoV-2. Vì con SARS-CoV-2 nó lây lan dữ quá đi, và trong giai đoạn đầu nó làm bệnh nặng thì các thứ dữ quá đi, thì ta coi như là cái học sinh cá biệt vậy đó. Nhưng nó vẫn có những đặc điểm chung của một trường hợp nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus. Thật ra các bạn thấy là triệu chứng của COVID cấp tính ở trẻ em nó có khác gì so với cảm cúm hay cảm lạnh thông thường đâu. Nó cũng giống giống vậy đó. Thì cái ho sau cái COVID-19 nó cũng không có khác biệt gì đó. Đây là một cái biểu đồ rất là kinh điển. Người ta mô minh họa cái mức độ nhạy cảm của cung phản xạ ho sau một trường hợp nhiễm trùng hô hấp do virus thông thường. Ta thấy rằng khi mà một bệnh nhân bị nhiễm virus thì ngoài cái chuyện mà nó tổn thương niêm mạc đường thở do virus đó, nó làm tăng cái tính nhạy cảm của đường thở, tức là nó làm giảm cái ngưỡng phản xạ ho, tức là bệnh nhân dễ bị ho hơn, và nó sẽ tăng rất là cao trong thời gian đầu tiên, và nối tăng kịch liệt lên nối khoảng chừng 10 ngày và sau đó giảm dần. Thường đa phần là khoảng chừng nối 3 tuần lễ thì nó sẽ trở về mức bình thường. Mà tuy nhiên trong suốt quá trình này có một số trường hợp nếu có những yếu tố mà kích thích có hại thì nó sẽ lại tăng lên, ho lên trở lại. Đây là diễn tiến của một trường hợp nhiễm virus thông thường. Các bạn lưu ý chuyện đó. Cái con SARS-CoV-2 thì nó cũng không có khác biệt gì nhiều với chuyện đó. Thành ra mình phải nắm vững về cái ho và hậu nhiễm trùng, đặc biệt là ho sau nhiễm virus. Thì ta thấy rằng sau một trường hợp nhiễm virus đường hô hấp trên thì cái tỷ lệ bệnh nhân ho dai dẳng đến 3 đến 8 tuần lễ sau đó là chiếm tỷ lệ khoảng 15% rồi. Các bạn để ý mấy đứa mà bị viêm tiểu phế quản đó, sau đó người nhà, có nhiều trường hợp người nhà than phiền sau đó nó không hoài, bác sĩ ơi. Không phải hiếm gặp đâu, phải không bác sĩ? Ra bác sĩ cũng quải chạy đậu lắm chuyện đó. Mà nó chỉ tỷ lệ tới 15% mà kéo dài tới gần đến 1-2 tháng mới hết. Do nhiễm virus thông thường nó đã như vậy rồi. Và đương nhiên có điều may mắn là nó thường nó giới hạn trong vòng 2 tháng. Thành ra bác sĩ nào may mắn đã khám nó vào tuần thứ 7 thì bác sĩ nó nổi tiếng như lắm. Tại chỉ có tuần lễ là em bé hết bệnh hẳn chứ nó chỉ 2 tháng, không hết. Thành ra đó là đặc điểm của một trường hợp mà ho sau cái nhiễm virus thông thường là như thế. Thường riêng trong hậu Covid á, thì nó cũng có những đặc điểm như thế. Thì người ta nói rằng cái vai trò tại sao cơ chế mà nào đưa tới cái đứa trẻ sau cái nhiễm Covid nó bị ho kéo dài. Người ta nói rằng có thể hai chuyện. Một là do chính cái con virus đó, con SARS-CoV-2 nó xâm nhập vào neuron cảm giác của dây thần kinh 10, là tổn thương cái neuron cảm giác thần kinh 10 ra cái cảm giác bị xáo trộn, nó làm giảm cái ngưỡng khung phản xạ ho, hoặc là do không phải do con virus nữa mà do đáp ứng thần kinh thể dịch, cho đáp ứng viêm thần kinh. Bạn biết rằng virus SARS-CoV-2 chủ yếu đóng vai trò trong vòng 5 ngày đầu à, thấy không? Thì 5 ngày đầu có thể làm tổn thương cái dây thần kinh cảm giác đó, đã đứa trẻ bị kéo dài luôn. Hoặc là khi mà virus đã hết rồi thì cái giai đoạn sau của nó là đáp ứng thần kinh thể dịch, miễn dịch đó, nó làm cho tăng cái mức độ nhạy cảm của ngoại vi, tức là đường hô hấp trên và cả trung ương của cung phản xạ ho. Và phải nắm cái đó thì ra nó dẫn tới vấn đề những cái liên hệ của mình trong vấn đề điều trị của nó. Vậy thì cái trường hợp mà cô, đây là một nghiên cứu của Roche và cộng sự vào năm 2021, thì so sánh có một bài nghiên cứu rất là lý thú
là so sánh giữa bệnh nhân nhiễm COVID-19 và bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp mà không do COVID, thì cái triệu chứng mà ho kéo dài sau khi giai đoạn cấp tính 1 đến 4 tháng tức là COVID kéo dài của nó thì có nhiều hơn hay không, thì thấy rằng thật ra cái tần suất mà ho kéo dài của một trường hợp nhiễm trùng hô hấp do virus khác nó đã 12,7% rồi, còn COVID của nó là 14,4%, và theo cái này thì sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Người ta mình phải có nhìn tổng quát, bây giờ người ta lo nhìn sợ cái COVID dữ quá. Và thật ra thì ho kéo dài sau virus, sau nhiễm virus lại chuyện có, và thì bằng nó không có nhiều hơn COVID, không có nhiều hơn. Thật ra mình phải có cái nhìn nó rộng hơn một chút. Và cái tác giả này cũng phân tích nó chi li hơn, chẳng hạn như ở bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân không nhập viện, bệnh nhân có bệnh đồng mắt và bệnh nhân không có bệnh đồng mắt, ở giữa giới tính nam hay nữ và các lứa tuổi khác nhau, thì các bạn thấy rằng cái tỷ lệ giữa bệnh nhân mà không nhập viện và bệnh nhân nhập viện đó, thì chẳng hạn như chỉ có trường hợp mà bệnh nhân nhập viện thì có vẻ là sự khác biệt này nó nhiều. Là chẳng hạn như đối không nhập viện thì ho kéo dài như thế thì chiếm tỷ lệ là 11,7% nếu không nhập viện. Còn nếu bệnh nhân tới mức mà phải nhập viện thì tỷ lệ tới 32% các trường hợp. Thì sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Còn như có bệnh nhân mà có bệnh đồng mắt hay không bệnh đồng mắt ở đây, và cụ thể bệnh viêm đồng mắt ở trẻ em đây thường nhất đây người ta nói rất là hen suyễn chẳng hạn, nó cũng không khác biệt gì nhiều. Giữa giới tính cũng không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Giữa các lứa tuổi thì dường như là lứa tuổi nhỏ hơn 1 tuổi thì nó ít bị, còn những lứa tuổi lớn hơn thì nó có vẻ là nó có bị cũng nhiều hơn một chút đó. Và cái sự khác biệt về cái ho thì nó cũng là như thế. Đây là cái tác sông và cộng sự cũng được trong một bài đăng trên Lancet nghiên cứu về một tổng quan về cái ho dai dẳng ở bệnh nhân nhi mà bị nhiễm COVID-19. Ở trên biểu đồ này cái cột màu xanh là ho cấp tính và ho dai dẳng, thì các bạn thấy rằng cũng rất nhiều tác giả có những cái ghi nhận cái ho kéo dài sau COVID-19 với tần suất khác nhau, mà tụ trung người ta thấy rằng sắp xỉ là lối là khoảng chừng trên dưới là 20%, có mười mấy 20%. Thật ra để mình cho cái mình tổng quan về COVID-19, và các ông Rose cộng sự thì cũng làm cũng có một cái tần suất của một bản này so sánh về các triệu chứng và bệnh nhân xuất hiện giai đoạn cấp và sau giai đoạn cấp tính của nó mà kéo dài. Chúng bốn lễ mình đang quan tâm triệu chứng ho của nó đó, thì trong giai đoạn cấp tính thì nó bị nhiều, mà sau giai đoạn cấp tính mà ho dai dẳng nó cũng khoảng trên dưới khoảng 10% thôi, mười mấy phần trăm thôi. Rồi cái điểm nữa là bị cái triệu chứng mà ho kéo dài hay là cái ho hậu COVID đó nó có bị nặng nhẹ hay không, thì các tác giả này thì làm một cái tổng quan trên tạp chí mà Y khoa Thế giới thì có ghi nhận là chẳng hạn đối với triệu chứng ho thì có điều may mắn nó kéo dài như thế, nhưng mà nó không ho tới mức mà quá dữ dội, thường đa phần ở mức độ nhẹ bệnh nhân dung nạp được, không có bệnh nhân nào mức độ bị nhiều cũng như là nặng quá bệnh nhân là không chịu nổi nữa. Đa cái chuyện ho kéo dài cho em đó mình nhìn cái chung là như thế, nghĩa là theo nhiều văn nó cũng giống như là trường hợp ho kéo dài sau nhiễm virus đường hô hấp, và thường là nó có khả năng là đối với nhập viện thì có khả năng bị nhiều hơn, độ nó cũng vừa phải cũng không quá nặng, và thường đa phần ở giới hạn trong vòng khoảng chừng 8 tuần lễ là như thế. Đó là nhìn tổng quan. Cái này thì nó so sánh theo lứa tuổi chứng đó thì có thể mình lướt qua chút bằng thời gian. Sao đứng rồi. Rồi, vậy thì xử trí ho kéo dài sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em như thế nào? Rồi trên nguyên tắc thì ho kéo dài sau nhiễm COVID nó cũng là một phần trong cái biểu hiện của COVID kéo dài mà thôi. Thật ra đối với bệnh nhân mà nhiễm COVID mà bị tình trạng COVID kéo dài đó
hoặc là hậu cung ứng gì đó, mình phải đánh giá toàn diện ở chúng tôi thật sự có thể không, có khi là cảm giác người ta thôi, có triệu chứng nào mà cần phải xử trí ngay tức thì, có phải thậm chí có thở oxy, điều trị phục hồi chức năng chuyển chuyên mạch cả vấn đề tâm lý, để thấy là nguyên nhân chính vấn đề tâm lý. Thì riêng về hô hấp thì mình đánh giá xử trí tình trạng rối loạn chức năng hô hấp và đánh giá xử trí ho hậu covid. Cái thuyên tắc tĩnh mạch mới này, cái này chủ yếu là rơi vào cái ở người lớn là chủ yếu. Thật ra phải đánh giá toàn diện của nó. Riêng về xử trí covid ho covid kéo dài, và trong đó có cái ho mà kéo dài ho covid hiện thời nó cũng còn hạn chế, do về cơ chế của nó chưa có hiểu rõ được toàn diện. Nhưng người ta thấy rằng mình cần phải tự xử trí đa chuyên khoa, đa phương thức, rất nhiều chuyên khoa khác nhau, không chỉ hô hấp công mà cả vấn đề bác sĩ phục hồi chức năng, cả vấn đề nhà tâm lý, là có khi thì tim mạch thì nhân dân các thứ nữa, huyết học nhân dân các thứ nữa đó. Và mỗi bệnh nhân thì mỗi kiểu, chứ không có một cái nón mà đội cho tất cả mọi người, là phải cái nhân quả vấn đề điều trị. Riêng về đề xử trí ho kéo dài hậu covid thì hiện thời người ta thấy rằng chưa rõ điều trị tối ưu, phải cơ chế nó còn là giả thuyết thôi, thành ra chưa rõ được cái còn là giả thuyết thì phải điều trị tối ưu, người ta chưa sửa được đó. Nhưng các bạn lưu ý rằng cũng phải dựa trên cách tiếp cận ho hiện nay. Ở đây về vậy, bệnh nhân sau khái bệnh thì sau khi hậu bị nhiễm covid rồi mà nó vẫn có tình trạng ho trên 4 tuần lễ hoặc thậm chí 12 tuần lễ, thì trước tiên các bạn vẫn phải cách phải tiếp cận, chứ phải biết cách tiếp cận với một trường hợp ho kéo dài mà thông thường mà trước đây khoa mình đã chuyên sử dụng chuyên môn rồi, mà trong đó phải đặc biệt xác định các nguyên nhân ho kéo dài khác, chẳng hạn nhiễm trùng thứ phát, lao, hen, cầm người dài thực quản, ở trẻ lớn hội chứng chảy mũi sao, rồi nhân dân hoặc dùng thuốc nhân dân các thứ. Để đây lưu ý cho thực hành lâm sàng, các bạn lưu ý tới hai cái chuyện mà tất mà bên người lớn người ta nói dữ lắm đó, vấn đề nhiều khi mình lo lây quay cái chuyện khác mà quên mất chẳng hạn bệnh nhân covid, đặc biệt là covid nặng và nhập viện, trong quá trình nhập viện bệnh nhân phải sử dụng corticoid hạt chục ngày luôn. Cái thứ hai nữa, sử dụng các thuốc kháng kháng thể đơn dòng, mấy thuốc anti anticoagulant 6 như tocilizumab chẳng hạn, thì sử dụng những loại thuốc đó là sẽ làm cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch, nó có khả năng nó sẽ bị nhiễm trùng thư phát vì chuyện đó, chứ không phải là chỉ do bản thân covid không. Cái này bên người lớn họ trả giá cái này dữ lắm, người ta đừng quên cái chuyện đó, đừng quên chuyện đó, đặc biệt là bệnh nhân nặng. Thêm vô chuyện nó vô nặng, nó vô nó phải thở máy, nó phải không khí xâm nhập vân vân cả thứ, phải làm can thiệp xâm nhập đủ trò chân, thành ra đối tượng đó là rất dễ bị nhiễm trùng thứ phát, nhiễm trùng bệnh viện luôn cũng vậy. Thành ra nhớ phải cảnh giác chuyện đó. Cái thứ hai là các anh bên Lào lưu ý vấn đề Lào, càng nó vô đang covid vô mình dập cũng còn covid quá trời luôn, phải không? Rồi mấy kháng thể đơn dòng anti anticoagulant 6 quất vô một cái, sau đó cuối cùng lòi ra là lạ, chứ không phải là mình mỗi một kẻ gì các thứ đâu. Và đa người ta cho thực hành, người ta lưu ý, người ta phải đặc biệt lưu ý chuyện đó. Đã vì vậy cái cơ bản là mình đừng quên, mình nhớ tới covid là cho tốt, nhưng đừng quên cái chuyện căn bản là cách tiếp cận ho kéo dài. Thì ở đây thì cũng mở ngoặc trở lại đối với các bạn mà chưa có liên quan này đó, thì đối với ho kéo dài thì có hai cái guideline tiếp cận mà các bạn ghi lấy tên này và download miễn phí được trên mạng. Cái này của bên Anh từ năm 2008 tới giờ, nhưng mà nó vẫn rất hay và tới bây giờ người ta vẫn validate đó. Cái này của Hội Lồng Ngực Anh BTS. BTS đây là British Thoracic Society, chứ không phải băng nhạc BTS của Hàn Quốc đang đình đám đâu nha. Ai có fan của BTS thì đừng hay. Các bạn download miễn phí cái tài liệu này rất hay về cái này. Làm gì làm pháp gì, các bạn nên có tài liệu này trong tay. Gần đây thì Hội Hô Hấp Châu Âu thì có một bản cập nhật mới hơn vào năm 2020 từ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ho mãn tính ở trẻ em và người lớn. Cái này khoa mình sinh vật chuyên môn rồi. Thì các bạn ghi tới này, các bạn download miễn phí được, gõ Google download miễn phí được, nên có và nên tham khảo cái này.
thì riêng mình đó thì trong đó thì cái mới nhất của IAS thì ta có hướng dẫn cũng khá đơn giản mà tôi xin nhắc nhanh thôi. Đối với trẻ em thì đương nhiên mình phải hỏi bệnh sử chi tiết, mình phải nghiên cứu về cái biểu hiện lâm sàng của ho như thế nào, khám lâm sàng, mình coi xác định coi triệu chứng hay dấu hiệu nào gợi ý những bệnh lý đặc biệt hay không, chẳng hạn lao vân vân các thứ, để mà mình xử nó sớm. Rồi hai cái chuyện xét nghiệm thường quy và áp dụng trong trường hợp đứa trẻ ho kéo dài, dù là COVID hay là không phải COVID, cũng là một là chụp X quang ngực thẳng. Cái thứ hai là đo chức năng hô hấp, đo hô hấp ký, hô hấp ký. Nếu mà đứa trẻ biết hợp tác, thường là trẻ trên 5 tuổi, nếu trong quá trình này mình hỏi bệnh sử hoặc chụp X quang đo hô hấp ký này mà mình xác định được nó có dấu hiệu chỉ điểm là bệnh lý đặc biệt nào đó thì mình sẽ xử theo cái bệnh lý đó. Còn nếu như mà không có dấu hiệu chỉ điểm gì đặc biệt thì khi đó mình sẽ coi nó là ho ho, ho có đàm hay là ho khan, thì mình sẽ xử xử tiếp ở trường hợp đó. Thì ở đây thì nó cũng có cái phần chúng ta chẳng hạn như đối với trường hợp mà ho khan á thì nó nói mình là phải coi kiểm tra các bệnh nhân có tiếp xúc với những yếu tố kích thích nào từ đó trong môi trường hay không, rồi làm cái test gì dị ứng đó, loại trừ có bị nhiễm trùng trước hay không đó, rồi sau đó thì tùy tình huống ta xử tiếp. Hoặc là ho kéo dài thì trong đây thì mình cũng đã có sinh hoạt chuyên môn về các trường hợp này rồi, thì cái này các bạn về tham khảo theo cái lưu đồ như thế. Riêng ở bệnh viện dòng 1 thì trong cái bài mà pháp điều trị ho kéo dài trong bắt đầu bệnh viện 2020 đó, chúng tôi cũng tổng hợp lại thì cái lưu đồ của bệnh viện như thế này: đứng trước một trường hợp mà ho kéo dài trên 4 tuần lễ dù COVID hay không COVID thì các bạn phải hỏi, phải xác định ngay có dấu hiệu chỉ định nguyên nhân đặc hiệu hay không. Cái dấu hiệu chỉ định chỉ điểm nguyên nhân đặc hiệu đó là gì? Chẳng hạn như nó ho ra máu coi chừng là lao phổi, có ngón tay dù trống thì coi chừng là bệnh lý tim mạch, hoặc là một trường hợp mà nhiễm trùng phổi mãn tính, tím tái coi chừng bệnh lý tim mạch, đứa nghe phổi tranh tiết tranh cái nó khò khè là hen, cái hạn gì đó. Thì nhiều yếu tố khác nhau, một đứa bại não thì coi chừng nó là bệnh phổi vô hít, micro aspiration, ta coi có dấu hiệu chỉ điểm hay không thì để mình xử tiếp. Rồi nếu có thì xử tiếp, còn nếu không có thì mình cũng làm hai chuyện thường quy, đó là X quang ngực thẳng và đo hô hấp ký. Nếu mà X quang ngực thẳng có bất thường, hô hấp ký bất thường thì mình sẽ là xử trí theo nguyên nhân của nó. Chẳng hạn lồi đó là hen, đương nhiên điều trị hen. Nếu X quang bình thường, hô hấp ký cũng không có bất thường và ho cũng không có gì đặc biệt thì ta gọi xếp vào nhóm là ho không đặc hiệu. Cái này thường nhất người ta thấy rằng nói sao một trường hợp mình nhiễm virus đường hô hấp như nãy đã nói trên khoảng 15%, nhưng mà mình cũng cảnh giác cái dị vật đường thở, hen suyễn, ho gà, nhân dân trào ngược thực quản, nhân dân các thứ. Và bên cạnh đó mình phải coi đánh giá những cái tác động của những tố kích thích bên trường, như là tình trạng hít khói thuốc lá, hai bé sau COVID mà ba hút thuốc lá hoài làm sao mà nó không ho, các chất ô nhiễm trong môi trường và xử lý các bệnh các thứ. Rồi đầy lưu lượng đồ trong bệnh viện của mình. Và khi tái khám như vậy đó thì nếu mình lòi ra được dấu hiệu chỉ định ho đặc hiệu thì xử trí nó. Còn nếu mà ho dai dẳng mà không dấu hiệu chỉ điểm đặc hiệu gì đó thì mình sẽ tính toán nhiều việc như thế này. Có khả năng mình tính nếu mà nghi ngờ là hen thì có điều trị là hen, và thậm chí cái trường hợp mà viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn thì mình sẽ điều trị kháng sinh bằng cái ống băng tim trong vòng 10 ngày. Cái này khoa mình cũng đã từng sinh hoạt chuyên môn rồi, thì cũng nhắc lại. Và trường hợp nếu mà mình tìm coi nếu trên cái hô hấp ký nó có bất thường, chẳng hạn như dưới dạng tắc nghẽn đường dẫn khí có hồi phục thì mình nghĩ là suyễn, nhưng là xử rồi. Còn nếu X quang bất thường, hô hấp ký không có chuyện gì mà đặc biệt hết, mình xem cái đánh giá của yếu tố nguy cơ của một số bệnh lý mà thông thường mà gây cái ho kéo dài vậy không. Thì chẳng hạn như đối với trường hợp nếu mình nghi ngờ giãn phế quản hay vi khuẩn cái khác thì mình làm là gì? Là mình xét nghiệm miễn dịch, là CT ngực, là nội soi hô hấp. Mình nghi viêm phổi hết thì cái mình làm là siêu âm bụng, tìm đầu người thực quản. Mặc dù đây là không phải là tiêu chuẩn vàng mà khổ nổi ở bệnh viện một và các tỉnh phía nam mình chỉ có được đo được cái này thôi chứ không đo được BSPT.
ít qua thực quản và dày cảm quan nội soi nhân dân các thứ. Rồi những trường hợp nhiễm trùng mãn tính gặp như lao hoặc là non TB nấm hay ký sinh trùng thì đương nhiên những trường hợp phải loại trừ cái là bằng cái viên lao CT ngực và nội soi đỡ phế quản. Hiện thời thì khoa cũng làm khá rộng rãi cái nội soi này. Nếu nghi ngờ bệnh phổi kẽ đó là mình làm những xét nghiệm chẳng hạn như thế này, điện di đạm, tự kháng thể, tứ bi lăng miễn dịch đó, CT ngực và cuối cùng có khả năng là sinh tiết phổi. Nếu nghi ngờ dị tật bẩm sinh đường hô hấp, cái mình làm là CT ngực, nội soi thăng khí phế quản. Các bệnh phổi hiếm gặp thì tùy theo tình huống. Còn lý tim thì đương nhiên là mấy bi lăng, về siêu âm tim, điện tim, thậm chí là thông tim luôn. Đó là cái lưu đồ xử trí bệnh viện mình ra đứng trước một trường hợp ho kéo dài. Dù sau COVID hay không COVID thì bắt buộc mình phải làm chuyện đó. Bởi lẽ mình cố gắng tìm được nguyên nhân đặc hiệu, mình xử trí theo nguyên nhân đó thì cái kết quả nó mới tốt được. Và mình cũng nhớ là trường hợp này là phải chỉ định nhập viện, cái này trong pháp đồ của bạn có. Thì các bạn lưu ý dấu hiệu nguy hiểm thì coi lông gần chân dần, ho ra máu, ho kéo dài làm sốt cao, kéo dài mà trên một tuần lễ, mà cái trên đã kéo dài là cả 4 tuần lễ kèm sốt cao, hoặc ho khạp làm đặc là màu xanh vàng hôi thế này là phải nhập viện ha. Đó thì phải lưu ý cái chuyện đó. Và trong điều trị cái ho kéo dài chung chứ không phải COVID thì nguyên tắc cũng phải tránh những yếu tố kích thích, đặc biệt khói thuốc lá, khói bếp, than củi, và tránh sử dụng lạm dụng các loại thuốc ho. Mở trẻ em thì phải sử dụng thuốc ho phù hợp với tuổi của trẻ. Ho khan sử dụng thuốc ho khác, ho đàm sử dụng thuốc ho khác. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới nên sử dụng các loại thuốc ho có nguồn gốc thảo dược an toàn hơn là các dược chất. Về các loại thuốc ho đó thì chỉ lưu ý là có rất nhiều dược chất ở trong các loại thuốc ho. Thường người ta hay bỏ kháng histamine đó. Tại kháng histamine thì nói chơi vui, có nhiều người nói là uống vô nó ngủ nó quên ho. Thật sự nói chơi cho vui vậy, thật sự nói là thuốc ức chế ho và tác dụng phải biết. Cái dụng nó cũng làm cho đứa trẻ nó chế khoảng nhỏ nhất định. Thì thường hay gặp là cái antihistamine mà hay thứ nhất á, chẳng hạn chlorpremazine, dexlorpremazine hoặc là alimazine. Cái này hiện diện trong rất nhiều loại thuốc ho khác nhau, chẳng hạn như atuxin chẳng hạn ha, hoặc là teralen chẳng hạn. Các bạn thấy ta sử dụng cái này rất là nhiều trong các loại thuốc ho khác nhau. Và cái này lưu ý, nó vì là antihistamine thành ra chỉ dùng trong trường hợp ho khan thôi. Trường hợp ho có đàm thì cho cái này là chết dở. Các bạn sẵn antihistamine, bạn lưu ý rằng cái antihistamine thứ nhất, cái tác dụng phụ của nó là buồn ngủ. Nhưng mà trong trường hợp này lại có lợi. Còn antihistamine thứ hai thì nó không gây buồn ngủ, nhưng nó không có tác dụng giảm ho. Không có sử dụng antihistamine thứ hai trong mục tiêu điều trị ho cái này, và phải sử dụng theo lứa tuổi của nó nha. Rồi. Ho có đàm thì mình không sử dụng cái loại thuốc ức chế ho hoặc là chứa antihistamine hoặc là dextromethorphan. Cái này nhiều có gì lắm. Và ở trẻ em thì thật ra cái thuốc ức chế ho mạnh nhất á, thật sự đó là dẫn xuất áp huyệt. Nhưng áp huyệt thì độc quá đi, ta không thể dùng bọt viên, chỉ trừ trường hợp mà bị ung thư thôi. Đó. Ta dẫn xuất của nó với hàng codeine, dextromethorphan. Thì cái này thì tránh dùng ở trẻ em, đặc biệt nếu dùng phải tuân thủ đúng cái lứa tuổi cho phép. Thì đối với là cái ho nói chung và trong cái COVID nói riêng thì có rất nhiều cái loại thuốc ho khác nhau dựa trên cơ chế và cái tác động của nó trên cái từng vị trí khác nhau trên cung thái sơ ho. Các bạn thấy từ cái chuyện mà sử dụng thuốc gây tê tại thuốc và có tác dụng gây tê tại chỗ, chẳng hạn trong cái COVID, chẳng hạn đặc biệt là cái Omicron vừa rồi. Bệnh nhân mà ai đã F0 trong giai đoạn này rồi thì chắc là nhớ là trong giai đoạn F0 đó của đặc Omicron là hầu họng bị kích thích dữ lắm. Và ra dân gian cái xảy ra hai cái chiêu, không biết người ta biết gì không. Một là ta xong, cái thứ hai là kẹo, dùng các loại kẹo ngậm ở trong cái thuốc ho hoặc là xịt cái loại đó là kiểu này. Mà tuy nhiên dùng cái này ở trẻ em thì nó lại là không được. Rồi các loại kháng histamine khác nhau, các loại thuốc giảm ho khác nhau, trong đó các bạn thấy glycerol, mật ong, rồi các loại ức chế ho có tác dụng trung ương, cancodin, dextromethorphan, nhân dân các thứ, rất nhiều các loại thuốc, mà thậm chí trong giai đoạn thử nghiệm người ta đang thử nghiệm ở trong điều trị ho kéo dài nói chung, trong COVID nói riêng,
thì riêng đối với lại hậu Covid ở trẻ em á, ho kéo dài sau Covid á, thì hiện thời người ta vẫn chưa có bằng chứng đầy đủ về lợi ích của các loại thuốc ho hiện nay. Riêng trong cái hướng một có một hướng dẫn điều trị mà dựa rất uy tín dựa trên học chứng cớ của Anh là NICE, NICE là tên viết tắt của mấy chữ đầu này. Thì trong điều trị ho Covid của nó thì bên Anh họ đặc biệt họ khuyến khích dùng mật ong, dùng mật ong. Và đối với trẻ em ta có thể xem xét dẫn thuốc, dẫn chất ở viện nếu mà không có chống chỉ định cho trường ho dữ quá đi. Nếu không có chống chỉ định người ta sẽ sử dụng chẳng hạn dextromethorphan, người ta chấp nhận sử dụng ở trẻ trên 4 tuổi, codeine trên 12 tuổi. Bởi vì đây là thật, đây chất chế ho thật sự, và trong trường hợp ho khan thôi nha. Đó, vấn đề là người ta sợ là tác dụng phụ, đặc biệt ở trẻ em nếu không tuân thủ cái này có thể là tác dụng phụ, thậm chí ngộ độc, ngưng thở luôn đó. Đã có một trường hợp ở trong cách đây khoảng chừng hơn mười mấy năm, có một cô chị làm chỗ tài làm bác sĩ cho em mình uống dextromethorphan, rốt cuộc đã ngưng thở phải nằm hồi sức thở máy. Và vấn đề có số người chẳng hạn như sử dụng cái này để giống như là chơi hàng thuốc, hàng cấm gì đó. Có giai đoạn các bạn nhớ là trên mạng nó đăng một thời gian là các học sinh mua cái thuốc gì anti-tuss gì đó, ở trong đó là phần là phần dextromethorphan, uống vô cho nó phê. Ta sợ là sợ cái vụ đó. Thật ra bạn đuổi gì đó. Thật ra tôi cũng tìm hiểu tại sao cái vấn đề mật ong như thế này. Thật ra cái mật ong thì đã được sử dụng trong cái y học phương Đông như phương Tây là từ, ta nói là từ hàng ngàn năm nay rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra tôi là liệu là có cơ sở khoa học nào hay không? Tôi, thế này tôi nói chung chứ chung quảng cáo cho ai chứ không có hãng mật ong nào nhào vô đây hết trơn á. Thì có một bài vào năm 2021 của nhóm tác giả này. Cái này nhóm tác giả này là của Úc nha. Úc à, chứ không phải là bên mấy nước Đông Phương ấy. Thì người ta làm coi, người ta có bài tổng quan về cái sản phẩm chứa mật ong trong điều trị sau cái nhiễm trùng hô hấp do virus, trong đó có SARS-CoV-2 là mỗi tổng quan hệ thống mà nhanh. Thì các tác giả này hỏi tại sao thì sử dụng mật ong, thì ta cũng dựa cái quan thấy rằng mật ong nó có tác dụng là kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, bảo vệ tim. Ghê ghê quá. Thì tôi cũng thêm tiếp nữa, thì trong cái thư viện Cochrane cũng một bài về sử dụng mật ong trong điều trị ho cấp tính ở trẻ em. Thì mình coi thử Cochrane vào 2018 nó cũng khá mới, thì nó cũng công nhận là mật ong có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, kháng nấm, kháng viêm. Đó. Rồi đối với cái kháng virus đó, nó có hoạt tính chống lại Varicella zoster, cúm, rubella. Nhưng có điều như lưu ý thế này, mình phải hiểu là trên thế giới thì hiện thời ngay cả thế giới người ta khuyến cáo không dùng mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, tại vì ta sợ là cái mật ong, đặc biệt mật ong gọi là ong nguyên chất á, nó có thể chứa nấm hay bào tử của một số loại ký sinh trùng, thậm chí là Clostridium botulinum. Thật ra vì vậy, nếu ở trẻ dưới 12 tháng tuổi, có một số nước là mở rộng tới dưới 2 tuổi thì không khuyến cáo sử dụng mật ong nguyên chất trong các trường hợp này. Nguyên chất thôi nha. Mà theo Tổ chức Y tế Thế giới, thật ra nếu mà trong trường hợp trẻ nhỏ hơn, chính mật ong thì vẫn dùng được chứ phải là không. Mà khi đó người ta khuyên là không nên dùng mật ong nguyên chất đó, ông nào ở Cà Mau cho mật ong đường vậy được để xài. Mà sử dụng của các hãng, các công ty, người ta đã qua quy trình khử khuẩn chế biến rồi thì đồng ý nó có khả năng là không có phải là tinh chất giống như ban đầu, nhưng mà ít ra nó loại trừ được những cái độc tố này thì vẫn sử dụng được chứ không phải là không. Đó, thật ra các bạn lưu ý chuyện đó để bệnh nhân có hỏi thì mình biết nha, chứ còn mật ong nha. Rồi trong thư viện Cochrane nó cũng có một bài về cái vai trò mật ong trong điều trị ho cấp tính ở trẻ em.
họ làm tới một cái tổng quan tài liệu với 6 cái RCT, bao gồm khoảng chừng gần 900 vẽ khác nhau. Thì nó so sánh cái mật ong này với dextromethorphan là cái thuốc mà hay gặp trong cái thuốc ho đó, diphenhydramine này ta hay bỏ thuốc ho của Mỹ lắm, salbutamol, bromelain, với lại không điều trị hay điều trị bằng placebo. Thì người ta thấy một số cái kết luận ban đầu là như thế này: mật ong nghe không? Nó có khả năng nó làm giảm tần suất ho tốt hơn là trong trường hợp không điều trị hay chỉ điều trị bằng placebo. Đó là một. Cái hai, mật ong có khả năng có tác dụng tương tự như dextromethorphan. Dextromethorphan thuốc giảm ho ghê lắm, trong cái việc giảm tần suất ho. Mật ong có thể tốt hơn diphenhydramine trong giảm tần suất ho. Và so sánh với salbutamol thì cái hiệu quả mật ong có thể là hiệu quả hơn trong việc mà giảm cái triệu chứng ho, cải thiện triệu chứng ho nếu so sánh placebo hay là salbutamol. Nhưng mà cái này nó chỉ sử dụng trong vòng 3 ngày thì thấy ok thôi, còn sử dụng lâu hơn thì thấy lại thấy nó không có lợi điểm gì hơn salbutamol hay placebo cả. Đó, thành ra đó là như thế. Các tác giả trong Cochrane này kết luận là mật ong có khả năng làm cải thiện giảm triệu chứng ho có thể hơn là cái việc mà không điều trị, thậm chí là nó có khả năng tốt hơn diphenhydramine placebo, nhưng mà nó không có khác biệt lớn khi so sánh với dextromethorphan. Tuy nhiên cái vấn đề là hiện thời cái bằng chứng này chưa đủ mạnh để người ta khuyến cáo hay là không khuyến cáo sử dụng mật ong, và cần phải nghiên cứu lớn hơn. Thật ra cái việc mật ong người ta sử dụng á là nó cũng có cơ sở không, nhưng mà mặc dù nó chưa có mạnh. Người ta đứng về phương diện khoa học thì tôi nghĩ là mình phải nắm cái đó chứ không phải là chỉ võ đoán chung chung thôi. Còn ở đây thì các nhóm tác giả mới nãy thì tôi đã nói rằng ở bài tổng quan về cái sử dụng mật ong trong điều trị cái nhiễm virus đường hô hấp trong đó SARS-CoV-2 thì cũng nhận định rằng mật ong làm giảm thời gian ho ở trẻ em nếu mà so sánh với placebo và salbutamol. Về ảnh hưởng chung của nó, toàn diện của nó trên triệu chứng ho về đêm đó, thì nó cũng so sánh với, cũng tương đương với lại các trường hợp mà điều trị thông thường. Và tuy nhiên ta cũng đều nói một điều này, cũng giống như tất cả các bài học thuốc y học cổ truyền đó, đã cần phải có cỡ mẫu lớn để đặt nghiên cứu để mới kết luận được. Mà dù sao thì đấy nó cũng một số cơ sở nhất định của nó. Đây là ở trẻ em, đó là chuyện thứ nhất, dùng thuốc ho. Cái chuyện thứ hai, sử dụng corticoid. Thì đặc biệt thì có nhiều nơi ta sử dụng corticoid trong cái trường hợp mà ho kéo dài sau COVID. Cái chuyện này có đúng hay không? Người ta thấy rằng trong trường hợp bệnh nhân mà không có tổn, đặc biệt trường hợp mà tổn thương mô kẽ người ta sử dụng cái đó thì không nói. Còn trường hợp bệnh nhân không có tổn thương mô kẽ phổi thì cho em thì ít gặp lắm. Hoặc là ho mà bị mà không do hen thì đâu sử dụng corticoid uống hay là placebo nó cũng như nhau. Hay nói khác là đừng sử dụng corticoid trong trường hợp mà đứa trẻ ho cái dài COVID mà trước đó nó không phải là hen hay nó không biểu hiện gì tổn thương mô kẽ. Đó là chuyện nhất. Cái thứ hai nữa là corticoid dạng hít. Thì có số người chẳng hạn, đặc biệt người lớn thì thấy ho kéo dài quá không biết làm gì, tem như có số làm gì, bác sĩ cũng dùng là đè nhỏ ra lisothai hoặc phun bụi cỏ. Cái chuyện đó nó có hay không thì đây vẫn là câu hỏi lớn, mà theo khuyến cáo chung thì ta cũng không khuyến cáo, chỉ trừ có một trường hợp duy nhất là nhiều người người ta cũng công nhận sử dụng, đó là một số người ta ghi nhận khoảng chừng có khả năng tới 30-40% đứa trẻ có triệu chứng mà giống hen sau nhiễm COVID. Nghĩa trước đây nó hoàn toàn không phải là hen, mà sau COVID nó cũng có triệu chứng khò khè, đo hợp ký nó cũng có tình trạng tăng thận, tức ngừng thở. Khi đó là người ta gọi là có triệu chứng giống hen COVID. Trong trường hợp đó thì điều trị ICS thì có kết quả. Cá nhân tôi cũng gặp không ít bệnh nhân như thế này mà điều trị ICS thấy rõ ràng có bệnh. Và trước đó hoàn toàn không bằng chứng gì hết. Và ở đây cũng lưu ý các bạn thế này, khi mà đo chức năng hô hấp
các bạn không chỉ cho trên cái chuyện coi có khó tắc nghẽn đường thở hay không, mức độ tắc nghẽn ra sao, mình nói gì hen, mà còn phải coi có vấn đề tết giãn phế quản như thế nào. Có một số người suy nghĩ đơn giản, chẳng hạn như nếu mà tết giãn phế quản dương tính thì bạn nghĩ là mặc nhiên đó là hen, thì đương nhiên tết giãn phế quản dương tính thì mới chẩn đoán là hen. Nhưng các bạn phải nghĩ tới chuyện khác, bản này trong Gina cũng nói rồi, các bạn đọc của Gina, nếu một bệnh nhân mà có tết giãn phế quản dương tính, đặc biệt dương tính hoài, mặc dù mình đã điều trị rồi, thì bệnh nhân đó có nguy cơ rất dễ lên cơn hen kịch phát, rất dễ mất kiểm soát. Và trong tình huống đó là mình cần phải điều trị kháng viêm, cụ thể ICS, để làm mất cái tình trạng tăng đáp ứng đường thở đó đi. Đừng có đợi tắc nghẽn đường thở thì mới sử dụng nha. Có cái đó là có khả năng phải sử dụng rồi. Thì trong cái hen ICS nói chung trong hậu Covid ta không khuyến cáo. Khi nào có triệu chứng giống hen hậu Covid mà các bạn đo hợp ký, đặc biệt mà thấy có tăng phản tính đường thở, thì có thể nghĩ tới vấn đề sử dụng ICS giống như trong điều trị hen, nhưng đương nhiên thời gian điều trị ngắn hơn. Cái nhóm nữa là cái nhóm anti-muscarinic, anti-cholinergic. Ở đây cái mình hay quen sử dụng là cái trong cái Combivan đó, cái Ivacombromide. Các bạn biết rằng trong cơ chế ho mà sao nhiễm virus, nó có vai trò đóng góp của hệ thống cholinergic. Thành ra về phương diện lý thuyết, mình sử dụng thuốc kháng cholinergic, nó sẽ giúp bệnh nhân cải thiện tình trạng ho sau nhiễm virus. Thành ra vì vậy ở trẻ em thì mình có cái Ivacombromide, mà có điều Ivacombromide thời gian tác dụng nó có dài chừng 4-6 tiếng, không kéo dài được lâu. Vì thế người ta gần đây người ta nghĩ tới một chất mà cũng kháng với cholinergic mà tác dụng kéo dài, mà viết tắt là LAMA đó, tôi gọi nó vui là LAMA đó. Trong hen có LAMA, có LAMA nữa. Cái tiotropium bromide các thời gian tác dụng nó kéo dài có thể tới 24 tiếng. Thì nó sử dụng bây giờ được approve cho sử dụng hen ở theo Isina là trên 12 tuổi. Đó. Mà theo nhiều hướng dẫn điều trị khác thì bắt đầu từ 6 tuổi trở lên người ta đã cho sử dụng rồi. Đó. Thì đó là như thế. Mà hiện thời thì cái này thì mình chưa có sử dụng được ở trẻ. Chưa, tại vì chưa. Cái thuốc này cũng khá mắc, cũng cả triệu, một cái loại Spiriva đó, nó cũng xịt dạng siêu hạt siêu mềm đó, là cũng lý do là như thế. Cái vấn đề lạ này là ho, nhưng người ta thấy rằng cái vai trò ngôn ngữ trị liệu nó cũng rất quan trọng. Có lẽ là nói bệnh nhân nói thì quên ho rất dễ vui, nó tập ngôn ngữ trị liệu đó. Tại các bạn biết là khi nói người ta phải điều chỉnh về nhịp thở thì các thứ của người ta thì nó cũng cải thiện được chức năng ho, cái vấn đề ho của đó. Rồi cái vấn đề nữa là vấn đề phục hồi, trong đó có bài tập xử trí bằng kiểm soát thở ha. Một là bằng cái tập thở thì một lát tôi sẽ nói thêm rõ thêm. Một vấn đề nữa là uống nhiều nước, đây lợi hại vô cùng. Các bạn nhớ khuyên người dân đó. Và đương nhiên phải tránh khói thuốc lá, những yếu tố bất lợi từ môi trường. Đây là những khuyến cáo mà đăng cho BMG để xử trí các trường hợp triệu chứng mà sau cái nhiễm COVID-19 thì ta cũng khuyến cáo như thế. Liên quan đến kỹ thuật thở chu kỳ chủ động thì là cái người ta thấy rằng cũng rất hiệu quả trong việc cải thiện trạng ho này. Mình có thể áp dụng cho bệnh nhân của mình, có thể là người lớn, đương nhiên ở trẻ em mà lớn tí xíu, cấp 2, cấp 3 thì có thể hướng dẫn cái này được. Thì nó bao gồm các động tác, những cái chuỗi động tác khác nhau. Một là thở kiểm soát, tức là mình kêu bệnh nhân hít thở nhẹ nhàng bình thường trong vòng 20-30 giây. Cái chuỗi động tác thứ hai là cái động tác căng giãn động lực. Căng giãn động lực mình làm sao cho bệnh nhân hít thật sâu bằng mũi, đến thở 2-3 giây, đó, thở đây nhẹ nhàng. Và lặp lại 3-5 lần để căng giãn lòng ngực. Cái động tác thứ ba đó là hà hơi. Hà hơi thì có hai kiểu, một là hò hơi nhẹ nhưng mà dài. Rồi
cái kiểu hà hơi thứ hai mạnh ngắn hơi. Đó, hai kiểu như thế thì mình cũng làm cho bệnh nhân hít thật sâu bằng mũi, cũng nín thở 2-3 giây, mà thay vì thở ra nhẹ nhàng thì bệnh nhân sẽ hà hơi mạnh, hoặc là nhẹ dài hơi, hoặc là mạnh ngắn hơi, và cũng đập lại 1-2 lần như thế. Cái này nó sẽ cải thiện được cái hiện tượng thanh thải đàm, và như thế là cải thiện rất nhiều chuyện đó. Và như vậy cái kiểu kỹ thuật thở chủ động, thở chu kỳ cái chủ động là vậy. Chẳng hạn như bệnh nhân thở kiểm soát hít vô chậm sâu từ từ như đã nói, xen kẽ vô bệnh nhân sẽ thả hà hơi nhẹ dài hơi, rồi xen kẽ tới hà hơi mạnh ngắn hơi, hoặc là xen kẽ gì đó, rồi quay lại thở từ từ hít thở sâu dần dần các thứ, nó thành thở chu kỳ chủ động của này. Và theo khuyến cáo EHS này, cái này tức là tổ chức mà trong y học chuyên cơ của bên Anh đó, thì nó vô cùng lợi hại trong các trường hợp mà ho kéo dài sau COVID. Và đó, cái phần cuối cùng tôi muốn gửi các bạn là cái khuyến cáo về sử dụng, gửi cho bệnh nhân của Oxford về sử dụng ho kéo dài. Thì trong trường hợp bệnh nhân mà ho khan, ta cũng khuyến khích là uống nhiều nước, rồi xông hơi. Nhưng mà cái này lưu ý rằng ở trẻ em, trẻ nhỏ thì tránh cái chuyện này. Rồi uống mật ong ấm hoặc nước chanh Rồi nếu mà bệnh nhân bạn không có cái nước kế bên đó, thì ta làm một chuyện rất là, bạn rất là muốn ho đó, thì cố gắng nuốt bọt lặp đi lặp lại nhiều lần, và như thế cũng giống như là mình uống nước. Cái này của anh của Oxford đàng hoàng nha, trong trường hợp mà ho kéo dài mà ho có đạm đó, thì cũng là cung cấp nước đầy đủ, cũng xông hơi rồi nằm rồi nằm ngủ trong tư thế đầy đủ rồi vận động dần dần các thứ. Thật ra nói tóm lại thì cái sau cái COVID-19 thì chuyện ho kéo dài là một cái mối ưu tư rất lớn của các bậc cha mẹ hiện tại. Và theo ủy ban thì tôi thấy rằng chuyện đó là có chứ không phải là không, và tần suất thì nói chung ra nó cũng chẳng nhiều hơn các trường hợp nhiễm trùng hô hấp do virus thông thường. Trong điều trị của mình á, trong tiếp cận của mình, các bạn nên nhớ mặc dù sau nhiễm COVID-19 nhưng đừng quên phải áp dụng cái lưu đồ sử dụng ho kéo dài nữa, để tránh bỏ sót những bệnh khác. Cuối cùng nó lòi ra là hen, chỉ cần xử trí hen là xong, hoặc là trao đổi sức khỏe. Và cũng đừng quên các trường hợp bệnh nặng đã từng phải can thiệp xâm lấn bệnh đồng hồi sức, với trường hợp bị nhiễm trùng thực viện do mình sử dụng cọt huyết và những thuốc ức chế miễn dịch khác, để đừng quên gì đó. Về vấn đề xử trí của nó thì mình cũng đối với em thì cũng kiên nhẫn thôi, thì đa phần của nó là khoảng chừng 6-8 tuần để đã qua. Sử dụng thuốc thì mình sử dụng thuốc cũng có chừng mật thôi, chứ không cần phải thuốc ngặt vào. Thế giới đã khuyến cáo mật ong đó, ở đây mình sử dụng thuốc ho thở dùng an toàn. Cọt huyết thì không khuyến cáo cho tất cả trường hợp ho kéo dài này. À, đặc biệt cái trường hợp ho mà kéo dài mà hậu COVID mà có biểu hiện giống như hen gì đó, mình nên đo cái phân tí, nếu thấy có tự tăng vẫn tính dừng thở, mặc dù chưa tới mức độ mà dẫn tới tắc nghẽn phế quản, mình thấy là sử dụng cọt có hiệu quả. Còn những biện pháp khác thì chẳng hạn như là ngôn ngữ trị liệu hoặc là thở thì là tập sử dụng thêm, đó là cái chuyện rất là cần thiết. Đương nhiên phải chú ý cái chuyện khác, chẳng hạn như tránh những yếu tố tác hại từ môi trường. Cái phần đó là một số phần tổng quan tôi đọc được về cái ho kéo dài hậu COVID, cũng gửi đến các bạn. Rồi các bạn có ý kiến muốn muốn tham luận hay muốn hỏi gì thêm? Vậy thôi thì cũng trưa rồi thôi mình nghỉ ở đây Rồi hy vọng cũng cung cấp được các bạn một số thông tin nhất định để các bạn đỡ phải băn khoăn khi mà tiếp cận bệnh nhân mà sau COVID bị ho kéo dài. Rồi thôi mình nghỉ đi cô Trang Bên cô Trang có ý kiến gì không?